Nga ngày 17 tháng 7 bác tố cáo tìm cách đánh cắp tin tức về vaccine chống Covid và can thiệp vào cuộc bầu cử tại Anh. Một ngày trước, các chính phủ Tây Phương cáo buộc tin tặc mà người ta tin là thuộc tình báo Nga tìm cách ăn cắp thông tin đánh giá của lĩnh vực tư nhân về virus corona, nêu đích danh Điện Kremlin trong một cảnh báo công khai bất thường cho các nhà khoa học và các công ty y khoa. Các cơ quan tình báo Mỹ, Anh và Canada liên kết cuộc tấn công này với tổ chức tin tặc APT-29, còn được gọi là Cozy Bear. Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin nói, Nga không dính líu gì đến cáo buộc tin tặc. Chính phủ Anh cũng cáo buộc các phần tử Nga tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử tháng 12 vừa qua của Anh. Một ủy ban nhiều quyền lực của giới lập pháp xác nhận là trong vòng vài ngày nữa sẽ công bố một phúc trình được chờ đợi lâu nay về những cáo buộc can thiệp trước đó của Moscow. Ông Peskov bác các cáo giác, khẳng định Nga liên tục và cực lực phủ nhận việc can thiệp vào bầu cử của bất cứ nước nào, trong đó có Anh.